Rồi, hello anh em. Thì những anh em nào mua xe mới á nha, thì anh em khoan hãy mua. Anh em hãy nhìn con này đi. Mình mua xe này á, mình tiết kiệm được mấy chục triệu so với xe mới luôn. Thì đây là CBR, mua vào tháng 7 2022. Hiện tại là cái con này là mẫu mới nhất rồi nha anh em. Con này mà biển số Sài Gòn luôn á, là khoảng 270 triệu là ra biển Sài Gòn nha. Anh em biển tỉnh thì sẽ tầm 250 mấy, 260 nha. Biển Sài Gòn nó sẽ mắc hơn từ 8 đến 10 triệu. Rồi, con này thứ nhất là xe nó lướt ha, xe mới đi 3.000 cây. Thứ hai là xe không có chạy xước luôn, không chạy xước nha anh em. Thứ ba là xe đã dán keo full con. Thứ tư là có đồ chơi đầy đủ luôn. Rồi, thứ nhất trước mắt anh em nhìn vô thấy là có cái kính dán gió GTR ha. Đó, kính này khoảng 1 triệu mấy, 2 triệu, anh em 3 triệu tầm đó. Đó, và kính gió đồ chơi nè ha. Rồi, kính xi nhan, kính tích hợp xi nhan luôn, rất là gọn gàng. Đó, anh em thấy không, kính tích hợp xi nhan rất là đẹp phải không? Em quay kỹ vô cái xi nhan cho anh em ngắm cho rõ. À, rồi, thứ thứ năm sáu bảy chủ nhật rồi có chống đổ xịn sò tuyệt vời. Rồi một cái nữa là không thể không có, đó là nguyên bộ bô full stem, nghe từ đầu đến cuối luôn nha anh em, có nguyên bộ bô từ đầu đến cuối luôn nha anh em, xem kỹ clip này nha. Rồi bây giờ cho anh em nghe tiếng bô luôn để anh em khỏi chần chừ chờ đợi. Rồi, khỏi tốn tiền. Rồi, cái nữa là anh em chê cái đuôi này xấu. Đây, quay đây anh em coi. Thì cái này đã lên luôn body kit của 1.000 nha. 1.000, nhìn rất nhọn, tháo ra tháo vô dễ dàng nha anh em. Đó. Thấy không, anh em tiết kiệm rồi. Cái này là body kit luôn nè, cái này của 1.000 luôn. Cái này ốp lên, thứ nhất á, là nó đẹp, nó bự hơn. Thứ hai là nó không có chạy vô tới cái sơn zin của mình. Nó chỉ, nếu mà anh em có làm chạy thì chạy cái body kit này thôi, rồi nó chạy thì anh em lấy ra anh em sơn lại, nó không ảnh hưởng tới đồ zin. Đó, cái đuôi này cũng vậy, không ảnh hưởng tới đồ zin. Cái này là y như là CB1000 rồi đó. Đó, này thấy mấy món chưa, này mấy triệu là cũng gần 20 rồi ha. Rồi quay cho anh em ốc bên nâng đó nè. Đó, anh em khỏi cần ra mà độ ốc bên nâng bên ơ đồ, có sẵn luôn cho anh em. Đó, anh em khỏi cần lên đồ chơi. Rồi bát biển số luôn nè, đồ zin là còn đầy đủ, không có thiếu gì nha anh em. Bát biển số luôn, biển số Sài Gòn nè, anh em coi nè, xe mới không, keo chỉ còn nguyên, vỏ bánh xe rồi còn nguyên hết luôn. Ốc nè, quay cận mấy con ốc này cho anh em coi. Nó em quay cận là em bấm vô cái này đó là nó cận đó, đẹp không. Ốc tán còn 7 màu luôn, như xe mới nha anh em, không khác gì xe mới luôn nha anh em, như xe mới luôn mà có nhiều đồ chơi. Nói chung mọi thứ là còn mới luôn anh em, like new, người ta sẽ gọi là hàng line new 99%. À, còn nữa mấy cái đồ lặt vặt nè, lên chìa khóa độ nè, dễ thương không, hai chìa khóa thì đầy đủ, chìa khóa độ dễ thương không, đó rất là đẹp, ốp vô nó bền. Đó, cái này mình cột lại để cho khỏi lạc thôi nha anh em, có nhiều cái á mình bị lạc á. Đó, quá tuyệt vời. Giờ còn cái gì nữa đâu, quay đồng hồ cho anh em coi. Thì con này có 3.000 thôi, 3.000 cây, cũng mới rô đai xong thôi anh em, không có cái gì để bàn hết. Xe cực kỳ mới, phuộc nè, quá đã luôn, quá tuyệt vời luôn anh em. Đó, mẫu này hiện tại là đang là mẫu mới nhất rồi nha anh em, không có mẫu nào mà mới hơn mẫu này nữa. Bây giờ mình mặc bộ đồ đen, mình leo lên chiếc xe màu đen. Ừ, quá nhức nách, quá tuyệt vời anh em, quá đã luôn. Chung mà con này là rất là ngầu, ngầu. Nếu như mà độ theo cách này, đơn giản mà ngầu. Để mình tính sơ sơ coi, triệu mấy, 2 triệu, 3 triệu mấy, 3 triệu mấy, 5 triệu, 7 triệu. Con này cũng gần 20 triệu anh em, 20 triệu tiền đồ á. Nè, cái kính chắn gió nè, kính chiếu hậu xi nhan nè, ốp body kit 1.000 nè, bình xăng với lại cái đuôi nè, chống đổ nè, ốc bảo vệ, ốc bên nâng nè, nguyên bộ bô nè.
cũng tầm đó 20 ngoài đó. Thì anh em mua xe này, hiện tại xe này là ra biển Sài Gòn luôn khoảng là tầm 270 nha anh em, 270 mà đồ chơi 20 nữa rồi cho 290 đi, mình bán 225 triệu là anh em tiết kiệm khoảng được 60-70 rồi nha anh em, tiết kiệm được 60-70 rồi. Xe này biển Sài Gòn nha anh em, anh em đừng có lấy biển tỉnh mà anh em so sánh nha. Mấy anh em nói mua 260 là xe biển tỉnh không nha anh em. Đó, còn biển Sài Gòn là 526X là 270, tùy theo là anh em có làm dịch vụ hay không làm dịch vụ nha anh em. Đó, Dofio với cái mẫu mới nhất này. Còn bây giờ đồ chơi đầy đủ luôn, anh em khỏi tốn công lên đồ nữa, mà đã dán keo trong đầy đủ luôn. Anh em giờ anh em mua xe mới về, cho anh em mua xe mới 260 luôn, anh em dán keo trong hết nhiêu, hết keo trong con này tệ lắm, phải 2 triệu mấy. Đó, rồi anh em lên mớ đồ chơi này nữa, 20 mấy triệu nữa, cũng thành 290 là anh em mua con này là anh em, mình bán 2 năm là anh em tiết kiệm được 50-60 triệu rồi. Đúng không anh em, tiết kiệm 50-60 triệu mà tiết kiệm được cái thời gian, tiết kiệm được cái thời gian mà mình đi lên đồ chơi nữa. Lên đồ chơi cực lắm anh em. Còn cái xe á, nó không có chỗ nào mà cũ hết anh em. Chỗ nào mà cũ á, cái này hàng line new luôn anh em. Quay cho em, quay cận luôn cho anh em cục máy nè. Nói chung là nó là line new 99% luôn á anh em. Đó, còn bảo hành chính hãng đầy đủ luôn. Cái này đã bên mình bán xe cũ, mình bảo hành cho anh em, rồi hãng bảo hành cho anh em nữa, anh em đi vi vu luôn nha. Đó, mấy cái này là người ta dán thêm cho nó khỏi chày nha anh em. Dán theo cái viền nè, đề can cho khỏi chày. Còn cái này là bọc keo trong hết, bọc từ ngoài. Logo ngàn luôn nè anh em. Đó, nè mấy ốc nè, em quay kỹ mấy ốc cho anh em coi cho cái. Nói chung là mình đã nói trong clip này là line new 99% là nó như xe mới nè. Cái yên sau này là chưa có ai ngồi luôn nha anh em. Ảnh mua về là ảnh không có người yêu, anh mua về ảnh để gì dựng như thôi nè. Mọi thứ đều mới luôn, có nguyên set bô luôn. Rất là đã. Đồ zin còn đủ, nói chung là quay tận ốc luôn anh em. Nói chung là nó như mới anh em, bây giờ mình cũng không biết nói sao nữa. Cái này chỉ có anh em coi rồi anh em lựa chọn thôi. Đó, em quay xa ra chiếc xe. Nó chỉ có anh em xem rồi anh em lựa chọn thôi, chứ nó như mới mình cũng chả biết nói gì nữa. Phải chi mà nó chạy một xíu thì mình còn cố có cái để quay cho anh em. Còn này nó như mới, tại vì vừa mua về là người ta dán keo chùm cái keo lên cho nó khỏi chạy, rồi lên đồ chơi này là lên chính hãng nha anh em. Đồ chơi này lên tại hãng luôn chứ không có lên ở ngoài nha anh em, nên anh em cứ yên tâm. Đó, cái tay nè chưa có sử dụng, chưa có nhiều luôn. Thì xe này đây là cái anh em nhiều á, nhiều anh em không biết rồi mình giải thích luôn cho anh em. Cái này không phải là đá pha đâu, nhiều anh em lộn vô bấm đá pha. Cái này là tắt mở Jackson Control nha anh em. Còn Jackson Control thì nó cũng đơn giản thôi anh em, nó là hệ thống kiểm soát lực kéo giữa hai bánh xe, nó hạn chế trơn trượt anh em. Đó, rất là tuyệt vời. Rồi mình cũng chả biết nói cái gì nữa, quay vòng cho anh em xem chiếc xe cho kỹ lần cuối rồi anh em nào thích thì cứ inbox cho mình nha. Thì nó mới luôn anh em, nó như mới luôn, tiết kiệm. Còn bên mình bán xe, bên mình có hỗ trợ quay đầu, có hỗ trợ mua lại cho anh em khi anh em biết giữ xe nha. Anh em chơi chán, anh em biết giữ xe đẹp. Chứ không phải là anh em mua, nhiều anh em nói mình quay đầu, anh em đi chiếc xe cho nát bét rồi bán lại cho mình là mình không có mua đâu nha anh em. Bên mình là chỉ thích mua xe đẹp thôi. Rồi, vậy anh em hỏi địa chỉ của mình ha, địa chỉ của mình đây. Clip nào mình cũng nói địa chỉ nhưng mà anh em vẫn vô hỏi, cho nên clip nào mình cũng làm luôn. Đó, sát bên trường trung học cơ sở Phú Định, phường 10 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi em quay zoom rồi tặng cái địa chỉ. Nhà mình có chỗ đậu xe hơi thoải mái nè. Đó, anh em đi xe hơi tới là thoải mái nha anh em. Đó, đậu thoải mái, mình không đậu thì người ta cũng đậu. Đó, rồi anh em địa chỉ clip nào cũng bọc địa chỉ hết. Rồi số Zalo của mình thì bên mình bán từ dòng 150 cho đến 1000, tay ga đều có luôn. Ví dụ đây là chiếc CB650R. Rồi vô đây, quay vô đây. Anh em nào mà muốn giá thấp hơn thì mình có xe biển tỉnh 192 triệu. Xe cũng lướt luôn 4000 mấy cây, nhưng mà con này là 2021 nha anh em. Con này là 2021. Không chạy xước luôn nha anh em, con này cũng không chạy xước tại chủ người ta bọc keo, tại vì bên mình chuyên xăng xe đẹp á, cho nên anh em vô là chỉ có xe đẹp thôi, không có ấy. Đây, còn anh em nào thích Z1000 nhiều đồ chơi là có Z1000 nhiều đồ chơi luôn. Cặp vỏ con này không là mười mấy triệu rồi, chưa tính cái dàn đồ chơi em quay lướt qua sơ nè. Full ốc titan nè, trợ lực nè. Đó, con này mình bán chỉ có 258 triệu thôi. Cái bắt đầu từ đời cao như đời 2016 trở lên là có nồi thông minh rồi nha anh em.
Đó, set bô này 20 triệu, set bô này cũng mình gắn vô nè. Anh em không lấy bô thì là còn 250 triệu thôi. Còn con này lên full đồ, không có còn chỗ nào không có đồ hết á. Đây, đây là đó, ốp biển số carbon rồi. Đó, con này hộp full đồ, mấy miếng carbon này là một miếng là cũng phải 5-6 triệu anh em, mắc lắm. Rồi, thì số anh em nào cần thì cứ gọi lại Zalo cho mình, số Zalo. Rồi, vậy nha anh em, ok vậy nha. Đó, bên mình là từ 150 tới 1000 phân khối, tất cả đều có. Nên anh em cứ yên tâm, chơi bên mình là bên mình có hỗ trợ anh em nâng CC luôn. Nâng CC có nghĩa là gì? Có nghĩa là nâng từ xe nhỏ đến xe lớn, 150, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Đó, rồi. Còn anh em xuống tay ga là mình có luôn à, hỗ trợ kiếm tay ga cho anh em luôn. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn anh em đã xem clip này. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha anh em. Đó, anh em nào mến thì cứ qua mình coi xe đó, thợ đồ test. Nói chung anh em kêu thợ qua đây test là cũng mất công à, tốn tiền thợ. Mình đã coi trước khi mình mua rồi, và những xe mình mua là đều là xe lướt. Còn anh em mà cảm thấy mà ấy thì cứ kêu thợ qua test thoải mái nha anh em. Thì nếu mà những anh em mà không mới chơi xe mà qua bên mình mua, để anh em yên tâm thôi, là bên mình có bảo hành cho anh em. Còn anh em cứ kêu thợ qua test thoải mái, mà sau khi thợ test á, thì bên mình sẽ không có bảo hành nữa. Tại vì thợ test là xe ngon mới mua, đúng không anh em? Anh em kêu người một người thợ tới test thì xe ngon thì anh em mới mua được. Còn mà thợ nói xe dở mà anh em cũng đâu mua. Còn mà anh em mà không có quen thợ test, anh em tin tưởng mình á, bên mình có bảo hành cho anh em luôn, bảo hành trọn đời cho anh em luôn. Đó, anh em cần bảo hành cái gì, ví dụ anh em nói cái xe này á, máy móc có zin đâu, mình bảo hành zin. Nếu như mà anh em đem đi chỗ khác mà nó không còn zin á, thì mình đền lại cho anh em con xe khác. Đó, cái đó là cái uy tín của mình nha anh em. Anh em cứ yên tâm. Rồi, ok anh em.